Hello, xin chào. Lần đầu tiên mình làm clip như thế này. Mình cũng là người khá là ít nói, mà cũng không có tự tin để nói trước mối quan như thế này. Hôm nay thì mình có một vài điều muốn giới thiệu, cũng như là cái dự định sắp tới của mình về kênh Agita này. Thì mình là An. Cho những bạn nào chưa biết, mình là An. Hiện đang làm, đang dạy và chơi đàn tại Nha Trang. Và mình chơi đàn cũng được 7 năm rồi. Từ lúc cầm cái đàn tới giờ là cũng được 7 năm rồi. Mình bắt đầu chơi từ năm 2014. 2014 tới nay là cũng gần 8 năm, hơn 7 năm rồi ha. Rồi, 2014 thì mình bắt đầu chơi đàn và học đàn và chơi. Thì cũng tự học với nhau thôi, nhóm bạn tự học với nhau thôi, cũng không có học qua thầy trường lớp gì cả. Và mình là một sinh viên ngành công nghệ thông tin, không phải chuyên trường nhạc. Và mình cái này chỉ là đam mê của mình thôi. Rồi, thì dòng đời đưa đẩy nên là mình chỉ sống bằng đàn, guitar, bằng tay tới bây giờ. Mình sẽ nói chuyện về cái đam mê của mình ở một cái video khác ha. Thì định hướng cho kênh guitar của mình như thế này là hôm nay, bây giờ thì mình sẽ hướng tới việc hướng dẫn mọi người nhiều hơn, hướng dẫn chi tiết cũng như là chia sẻ về những cái kiến thức mà mình biết. Mình cũng là một người chơi guitar hoàn toàn bình thường thôi, không có cao siêu gì, trình độ cũng không cao lắm. Chỉ là mình đi trước, có thể đi trước mọi người chưa biết, hoặc là đi trước những người mà chơi guitar có thể họ chưa có biết hướng đi như thế nào. Và mình đã là người đi trước rồi, mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người chưa biết. Thế thôi, không có nâng cao hay là không có cái gì quá cao siêu quá hết á. Nó chỉ là một những cái thứ rất là bình thường. Và mình cũng chơi solo hoàn toàn bình thường, đệm hát cũng hoàn toàn bình thường. Và mình đủ để dùng thôi, chứ cũng không có tới mức chuyên nghiệp. Rồi, kênh của mình sẽ hướng tới những cái người mới chơi, thành phần mới chơi nhiều hơn là thứ nhất. Thứ hai là cho những bạn nào mà muốn chơi solo một cách đơn giản, giống như mình chẳng hạn. Rồi, mình sẽ làm nhiều clip để nói chuyện với mọi người nhiều hơn và hướng dẫn mọi người nhiều hơn. Video sẽ, nó sẽ dài hơn và mong được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Rồi, nếu mà mọi người có một những câu hỏi nào liên quan tới guitar hoặc là về cuộc sống của mình chẳng hạn, thì mọi người cứ comment. Mình sẽ trò chuyện tâm sự với mọi người. Và thứ hai nữa là mình sẽ chia sẻ những cái mà mình biết thôi. Và mình xin nhắc lại, đó là kênh của mình chỉ hướng tới những người chưa biết chơi, hoặc là mới tiếp xúc với guitar, hoặc là các bạn muốn chơi một cách đơn giản, dễ hiểu, chứ không có quá chuyên nghiệp và kiến thức quá chuyên sâu. Tại mình nó nằm trong khả năng của mình thôi. Và mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người ha. Rồi, đây là những kênh của mình: TikTok, Facebook, Instagram. Mọi người có thể theo dõi và có thể nhắn cho mình bất cứ lúc nào. Mình sẽ giải đáp nếu mà mình biết, hoặc là kết bạn thêm vui. Vậy thôi. Rồi, nói một chút về kênh nữa. Mình sẽ hướng dẫn từ đầu những cái bài nào mà nó cơ bản nhất, những thứ cơ bản nhất, để cho mọi người có thể tiếp xúc dần dần với cái việc chơi solo cũng như là đệm hát. Nhưng mà một cái yêu cầu thiết yếu của mình đó là mọi người phải kiên trì. Cái nào cũng vậy thôi. Trong tất cả các bài, trong tất cả các ngành nghề hay là trong tất cả các môn gì đó, bạn muốn chơi được thì các bạn phải kiên trì. Không có gì là dễ dàng hết á. Mọi vấn đề trong cuộc sống nó đều là mình phải cố gắng. Và mình cũng đang tự động viên mình như vậy á. Mình bị trì hoãn nó rất là lâu rồi. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ thay đổi cách làm, và hy vọng sẽ được mọi người đón nhận. Có thể mọi người sẽ thấy nhiều video như thế này hơn, nhiều video ngồi nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Nên là mình hy vọng mọi người sẽ có những cái câu hỏi liên quan, ví dụ như cuộc sống hay là những cái liên quan về guitar chẳng hạn, về định hướng như thế nào chẳng hạn. Mình không giỏi, mình không giàu, mình không giỏi và mình cũng không phải là một người khá lớn tuổi để đưa ra lời khuyên cho mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là mình biết những cái hướng đi như thế nào nó sẽ là phù hợp với mọi người.
cũng có thể tâm sự tình cảm hoặc là những cái vấn đề khác ngồi dưới tay cũng được mà, đúng không? Rồi mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về những cái video mà mình sẽ đánh, ví dụ như tab hoặc là như thế nào đó mọi người không đọc được thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhiều hơn, mà hy vọng sẽ được mọi người đón nhận. Tại vì những cái này là mình mới tập thành làm thôi, mình cũng không có chuyên nghiệp gì cả, không có chuyên nghiệp gì lắm, nên là mọi người mong mọi người ủng hộ thì nhiều thì mình sẽ có động lực nhiều hơn để mình làm. Rất mong mọi người đón nhận ha. Rồi mình chỉ nói đến đây thôi, rồi mình sẽ ra những cái clip theo những gì mình nói nãy giờ, và mong mọi người đón nhận trong tương lai ha. Rồi tạm biệt mọi người.